Đơn ca tài tử Miệt Thứ. Câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Đông Hưng xin trân trọng giới thiệu giọng ca Hồng Đẹp. Tôi là Hồng Đẹp, câu lạc bộ đơn ca tài tử ấp Thành Phụng Tây, xã Đông Hưng, huyện An Minh. Xin gửi đến các cô chú và anh chị một bài hát được mang tên Gương Sáng Cụ Đoàn, 10 câu Phụng Hoàng Lai Nghi. Yeah.